Đây mình đang làm chìm một tàu du lịch này. Này các bạn ơi, mình chìm thử một tàu du lịch kìa. Hello mọi người. Yeah. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của Trần Minh Đức Sky Pro. Và ngày hôm nay mình sẽ chìm thử một con tàu du lịch nha. Đây. Mình sẽ chìm thử một con tàu du lịch nhé. Đây, mình chìm này. Đây này, mình đang quá chìm thử thí nghiệm này. Đây này. Đây mình này. Đây tàu này. Mất điện này. Rồi, đây là quá trình chìm tàu thật sự. Đó, tàu đã bị chìm là do va chạm này. Đấy. Rồi, mình sẽ thử một cái tàu khác nhá. Thử một tàu nào biết gì đi. Để tàu thử một con tàu nào này gì. Để chọn tàu nào đây. Đây. Đây mình sẽ chọn chiến hạm Yamato nhá. Đây thì mình sẽ tìm là Yamato đâu rồi gì. Đây Yamato đi đâu rồi? Đây rồi. Chiến hạm Yamato đây rồi. Chiến hạm Yamato đây nè. Đây. Chiến hạm Yamato này. Đấy hôm trước lần trước bố mình nói là chiến hạm này làm gì có máy bay, nhưng mình thấy có máy bay thật nè. Đó. Nó chỉ là máy bay phòng vệ thôi. Máy bay ném hero thôi. Này bắt đầu thử. Này bắt đầu từ quả mình sẽ thả bom nhá, thả bom nhá, thả bọ, thả ném bom, ném ngư lôi vào tàu ngư lôi thứ nhất nhá. Đến quả thứ hai là bắn ở đây. Thứ ba là ở đây. Đây. Hoặc là thôi là sao đó mình thử làm cái đoạn cuối của Yamato chìm nhá. Đây. Đây. Xoay vào nào. Xoay vòng Yamato thôi. Xoay Yamato 360 độ rồi. Rồi và rồi. Đến loại đoạn làm khoảnh khắc cuối của vụ nổ thôi. Mình sẽ lấy hết cái bom ở đây rồi. Đây làm cái khoảnh khắc cuối cùng của vụ chìm tàu Yamato nhá. Khoảnh khắc cuối cùng của Yamato nhá. Đoạn cuối của Yamato sinking nhỉ. Bom bom ở đây à. Đây cái bom ở đây là đấy. Tôi bị nổ và bị gãy đô, bị gãy kìa. Đổ rồi. Đây dùng cái lửa này là kho lửa này. Bắt đầu nổ. Nổ rồi. Nổ chim. Đây là khoảnh khắc cuối cùng mà Yamato, đây là vụ nổ nha, vụ nổ của Yamato. Đến tiếp theo nào, đến cái nào này nhỉ? Đến thử có cái gì đây nào, đến thử một con nào, tàu nào đây? Đây mình sẽ thử đây, nào đến cái tàu này, Lusitania. Con tàu này từng đã bị, đây thử. Đó, mình đang tự đây load ship nè. À giờ đã load rồi thì giờ thì mình sẽ dùng này nổ ấy, nổ bom cái nôi bắn vào tàu thì mình sẽ đặt ở vị trí này, là vị trí của tàu bị trúng một quả, trúng quả ngư lôi mà đây này. Bắt đầu này. Đây. Ôi giời, nổ boom. Nổ boom, nổ lúc nha, nổ rồi. Đó. Tàu bị chìm trong vòng 18 phút này. Đó, đây là vụ nổ tàu, đây là đoạn đầu tiên của vụ nổ này. Đó, cửa quang kiếm nước không thể đóng lại được do quả ngư lôi khỏe quá. Đấy, đây là tác dụng. Đây tàu, đây là ngư lôi đã bắn phá hủy con tàu một cách kinh khủng luôn. Nhanh lắm. Ôi à. Thùng này, thùng khoan này. Nước tràn, nước quá mạnh, nước tràn này. Tàu bị chìm ở biển Sen Tích nhá. Đây là biển Sen Tích, nơi con tàu lại bị chìm. Lusitania bị chìm ở biển Sen Tích nhá. Rồi, đến tàu tiếp theo nhé. Đến tàu nào đây nào? Đến tàu Titanic nhá. Titanic nhé, rồi đến tàu Titanic nhá.
băng trôi, băng trôi, băng trôi, băng tân đi rồi, băng trôi nè, băng trôi nè, băng trôi nè. Bầu đã bắt thảm, bầu đã bắt thảm, tắt động cơ tàu. Tàu đã chìm rồi, tàu đã chìm dần và gãy làm đôi. Thủng thân tàu, thân tàu bị thủng rồi, thủng vỡ nổ thân tàu rồi. Nếu đổ thì bị, nếu bị đổ con buồng này đổ luôn. Gãy làm đôi, gãy làm đôi luôn, gãy làm đôi luôn. Tưởng nhớ thì sao đấy, nó là khoảnh khắc cuối cùng. Rồi đến thử này, đến thử Titanic at night này thì cũng làm chìm luôn. Thủng 4 khoang kín nước này, khoang thứ nhất này, thứ hai, ba, bốn này, kín nước đã làm ngập, ngập con tàu này, đã làm ngập con tàu luôn. Tàu đã bị để, bị nước đã tràn vào mũi tàu rồi. Giờ các hành khách đang trong quá trình hoạt động, nước đang tràn đến gần khoang trên rồi. Đây nhỉ, nước đã tràn mạnh vào con tàu, con tàu đang bị chìm dần nè. Rồi thiếu thứ nhất bị đổ, phiếu thứ nhất bị đổ vào phiếu thứ ba, phiếu hai đổ. Gãy làm đôi, tàu bị gãy làm đôi rồi, sao đó rồi đến tàu tiếp theo nhé. Thử tàu khác đây. Đây tàu của người Đức nhỉ, tàu người Đức mình chỉ tìm thử thôi. Nào bây giờ mình sẽ thử nổ tàu này, va chạm thử bạn đã, thử đá ngập được sau khi bị chìm, bị thủng rồi, tàu bị thủng rồi, sau đó bị chìm, nhưng bị chìm dần, bị chìm tốc độ, nhưng bị tàu đang chìm dần, chìm dần trong vòng này. Đây sẽ phát sinh này, đây là tốc độ nước tràn vào nhé. Mình sẽ tạo này xuống này, thành này, tàu đang chìm dần rồi, chìm dần rồi. Các số cứu sinh không đang quá trình hỏng, trình nguy hiểm rồi. Là cái này là
bộ tập. À đã thi rồi. Rồi đây à. Đây rồi. Rồi tao mới luôn. Con tàu chìm đó. Đến từ một con tàu đã giết chết gần 10.000 người. Là everyone have got lost chưa? Tìm thử một con tàu này này. Này đã giết chết hơn gần 10.000 người luôn. Giết gần 1 vạn luôn. Đây là tàu. Tàu du lịch của John and Walk, John and Swap. Ôi, tàu đang chạy trên biển Baltic, Baltic. Bắt đầu hạ quả đầu tiên. Quả thứ nhất là bắn vào mũi tàu. Quả thứ hai đã bắn vào khoang bể bơi. Quả thứ ba đã bắn vào khoang động cơ. Tàu đang trong quá trình bị chìm rồi. Con tàu đã tìm người đóng. Nước tràn mạnh vào tàu quá nên tàu đã tắt động cơ. Trên tàu đã bị mất điện. Con tàu đã mất điện. Điện. Nước đang tràn gần vào tàu. Thùng các khoang bị thùng lớn. Thùng nặng nề. Nếu hơn là các khoang đã không thể đóng lại được. Con tàu đã bị chìm chỉ trong vòng chưa đầy 45 phút. Vào đã phá hủy hết cả con tàu. Phút cuối của vụ chìm tàu. Tàu MV Wilhelm Gatlot. Đến tàu du lịch, đến tàu con tàu lớn đi. Đến thử một con tàu khác đi, Andrea Doria nhé. Đầu tiên là Andrea Doria là con tàu đã chìm ở tốc độ chìm chậm do va chạm với một tàu Snorkholm. Snorkholm đâu rồi? Đây rồi. Đây rồi, tàu đã bị chìm này. Giảm tốc độ cho tàu bị chìm này. Đã, bắt đầu va chạm. Va chạm, tàu đang bị chìm dần chỉ trong vòng 11 tiếng. Khi các xuồng đang trong quá trình hạ nguy hiểm, hạ xuồng bên kia, xuồng bên mạn này đã được hạ an toàn, nhưng xuồng bên mạn phải được hạ an toàn, nhưng mạn trái bị không hạ được. Lý do tàu bị nghiêng tận 50 độ. Độ. Rồi. Tiếp tục nào. Tăng tốc độ này, tăng tốc độ hơn nữa này. Lúc buổi sáng đến buổi sáng con tàu đang sau con chìm. Rồi đến nào. Tăng này nữa này. Đó. Nước đang tràn cố mạnh vào tàu. Tàu cực ngư. Nhưng vào lúc 9 giờ sáng, 10 giờ. 10 giờ 50 là tàu đã ngỡ trong quá trình như vậy. Vậy 10:50 sáng, 10:50 sáng. Cái nhạc trong bộ phim Titanic vậy. Hôm nay lại là chị hôm rồi tiếp tục con tàu tiếp theo bị chìm, đó chính là
Là tàu nào đây? Đây mình sẽ chọn tàu bất kỳ nhá. Aquitania nhá. Là cũng là tàu viễn dương. Tàu viễn dương này là phục vụ 36 năm. Rơi ngủ đây giả tưởng là chìm luôn. Nào. Bắt đầu chưa? Tàu đã đang chìm và mất điện toàn thân do tàu bị lắc lư lớn mà vết nứt đang làm suy yếu con tàu. Bây giờ là tăng tàu đang chìm rồi. Rồi trời ơi, mình đẩy đảo đang này, tàu đang chìm luôn. Vâng, các bạn xin lỗi các bạn nhé, anh mình hơi không ngang lắm đâu. Rồi, bây giờ sẽ đến cái đoạn last ship này. Thử con tàu cuối này. Đây, video cuối này mình sẽ làm là sẽ chọn tàu cuối nha. Nhá, rồi. Ở đây là đầu tàu này nào. Này, cho tàu ăn hành. Ăn hành lớn đây. Đây, cho tàu, mình sẽ cho anh em xem con tàu đang bị ăn hành lớn như thế nào này. Cho ăn hành, cho con tàu này ăn hành luôn. Đây, 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 anh em ơi. Đây nha, mà cho tàu ăn hành luôn. Cho tàu ăn hành luôn nè. Đây là ăn hành bằng cách này này. Đây là cho tàu ăn hành luôn nè. Đây là cho tàu đang ăn hành, hành đây này, đang ăn hành nhá anh em. Anh em ơi, chân hành, chân to tàu đang bị ăn hành đây. Ôi, trời ạ. Tàu đang bị ăn hành. Trời ơi. Ôi, trời, anh em ơi, anh mình hung hăng quá. Trời ơi. Ôi, thôi đi anh ơi, em đang làm video. Trời ơi. Bạn ơi, bạn để ý đấy. Rồi, tàu ăn hành luôn, cho tàu ăn hành. Rồi, các bạn ơi, như này cho ăn hành luôn. Ăn hành luôn. Ăn hành luôn, cho anh em ăn hành, cho tàu này nhỉ. Con tàu, cho con tàu này ăn hành luôn. Ăn hành con tàu này luôn. Rồi, con tàu này không phải tàu cưới. Đó, cho ăn hành rồi, xong cái cuộc ăn hành này rồi đến tàu này. Britannic này bị chỉnh sửa nào. Nào cho Britannic bị chìm nào. Tàu Britannic chìm nào. Rồi, đây cho tàu này tăng ít chìm tàu luôn. Tàu đang bị chìm dần dần này. Bên tăng ít này đang chìm dần dần. Dần dần, đây là chọn giả tưởng nhá. Rồi nước ta tràn đến mặt tàu. Phòng qua kiến trúc đã đóng nhưng không thành công. Tàu đang tìm dần rồi, đã có một chiều nữa rồi. Con tàu đã chìm nữa, chìm nhanh hơn. Xuồng đã bắt đầu thả vào vào lúc rồi đó. Nữa, đó mấy nhà vợ. Đây này, đây cho tàu này tốc độ đi. Đã bị bất ổn, đã mất bất ổn đến thôi. Tàu đang vỡ nước, nước này tràn mạnh vào tàu và đã phá thân tàu rồi. Đến tàu khác kia, tàu này chìm sợ, mình không biết, mình sợ chán lắm. Thử cái này, thử tàu chở hàng đấy. Tàu này lag quá đi, nhiều engine quá, nhiều động cơ quá khiến tàu càng lag. Nhiều càng nhiều động cơ là càng lag tàu rồi. Thử này, tàu này được kéo bởi các tàu kéo khác nhau. Để thử làm đứt dây nhá, đứt hai dây của con tàu. Đứt dây nối luôn.
dây, đứt dây. Đứt dây, dây trong quá trình kéo tàu này, từ sau đó tàu này đã chìm dần dần, bị chìm. Đã dần dần chìm trong quá trình kéo đến Ấn Độ Dương, trong quá trình kéo đến Ấn Độ Dương. Dương con tàu đang càng bị đã bị chìm trong quá trình kéo đến Ấn Độ Dương. Ấn Độ Dương trên đường đến Ấn Độ Dương đã thất bại. Hai con tàu kéo này cũng đã không thể cứu được thủy thủ trên tàu và con tàu đó. Lý do trên tàu đã xong này, đã chìm, phút cuối của cuộc chìm tàu rồi đó. Đến tàu rồi, nào đây, tàu nào đây này, đây nào, đây tàu này là mình lại mình thôi, tàu nhiều lắm đâu rồi đó mấy anh em ạ. Đó mấy anh em thử xem tàu nào nào, anh em hãy vui lên, hãy xem này, tàu cuối mình sẽ chia là tàu nào nghỉ đây. Thử một con tàu bất kỳ á, mình chọn bất kỳ con tàu nhá, tàu cuối mình chìm là tàu bất kỳ nhá. Đó, mình chọn con tàu cuối bị chìm bất kỳ này. Rồi, đây sắp chọn nào. Đây nào. Đây nào, nào chọn tàu nào nào đây. Chọn tàu nào hay đây. Đây nhiều tàu quá đi. Thôi, mình chỉ chọn một con cái cuối thôi. Đó, đây nè, đấy mấy anh em ơi. Đây là con tàu nào đây? Đây nào. Đây nào. Đây này. Blue Lady nhá. Blue Lady nè. Đây cho tàu chạy ven biển. Luôn. Rồi, vẫn đang chạy cho tàu chạy đây. Luôn nè. Đó, đóng phá tàu rồi. Đã làm tàu rồi. Tàu bị chạm. Làm hỏng tàu rồi, nước đang làm hỏng con tàu. Tàu dần dần. Vì trong khi tàu chìm này, chuồng cứu tinh này. Đây, tàu như là tràn vào này, cho tàu lặn không sắt đồng ngập luôn này. Tàu chìm dần, nước ngập hết cả con tàu luôn rồi. Lặn không khác gì đồng ngập. Anh em nhớ like và subscribe là cứ 2 đến 4 ngày ra video nhé. Bye bye anh em.